Các bạn thân mến, bây giờ là giữa mùa hè. Các bạn đang vui chơi ở khắp nơi. Quốc Nam không biết có ai còn nhớ đến bạn cũ trường xưa không? Hôm nay, bạn Christy Nguyễn sẽ đưa chúng ta trở lại những tháng ngày đi học qua ca khúc Bụi Phấn, một sáng tác của Vũ Hoàng và Lê Văn Lộng. Bảo Ngọc và Quốc Nam xin thay mặt các bạn thí sinh cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân và Ân Nhân đã bảo trợ cho chương trình Giải Mầm Non. Và cũng xin cảm ơn các bạn thiếu nhi đã đóng góp vào vườn hoa nghệ thuật của chúng ta. Mong các bạn tham dự đông đảo vào chương trình này. Video dự thi xin gửi về địa chỉ Little Sài Gòn TV, Giải Mầm Non Việt Nam, 3505 Cadillac Avenue, Building L3, Costa Mesa, California, 92626 hoặc liên lạc 714-979-9562. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình hôm nay. Hẹn tái ngộ tuần sau.